Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Nguyễn Hải nha. Thì ngày hôm nay hai đứa em dẫn John mọi người ơi. Thật vô nghĩa. Tại vì biết làm sao không? John là trước sau gì cũng tới mình thôi. Đúng rồi, mình đúng phải không? Tranh thủ trước. Nên là hai mình phải tranh thủ trước, mình biết cái gì mình trong cái đó liền mấy bạn ơi. Để mình hỏi ha, thế nào cũng lên dĩa thôi. Thì hai mình bàn bạc với nhau xong rồi mà John này nhất định sẽ hay. Làm mà không có lợi ích không ai làm. Bây giờ hai đứa mình sẽ đi gắn cam, sau đó là điện ngày hôm qua nha các bạn. Các bạn đợi chút xíu nha. Điện kêu ngày hôm qua. Nghe nè sư ơi. Alo, Hải. Mà gì ông Tám? Mày coi mấy đứa mày qua khiên đồ cho tiếp ông Tám chút đây. Khiên đồ ông Tám hả? Ờ. Qua liền nha. Mình ăn được không? Không. Mình ăn này là muốn hết luôn hả? Ờ, kêu mấy nó luôn. Rồi để anh chạy qua đi kêu nó, bây giờ qua dọn tiếp. Rồi, cũng tranh thủ nha. Dạ. Rồi đi ơi. Rồi, cảm ơn cha. Oh my god. Wow. Ok các bạn nha. Mình sợ mình đây mọi người rất nhiều cái chuyện nhớ không chuyện nhớ phân nữa nó đi về đây rồi thì tôi chuyển từ từ, tôi sợ quá nhưng mà tôi cắt rồi. Trời, ok với tình yêu nha. Thì mình nhờ ba mình điện xong rồi các bạn. Thì bây giờ là chỉ đợi mấy ổng hôm qua có cái cớ để qua đây, chứ mình điện qua mấy ổng nghi nha. Có cớ qua đây thì ổng sẽ cặn cảnh bắt gặp mình mới vừa đấy chứ mất. Thì mình dùng có luôn các bạn. Mẹ mình nghĩ sao mà chứ mất bự nhìn thấy luôn. Mình cũng sợ mới xong thôi mà tự nhiên sợ. Có chuyện nhớ chưa có thành công. Few moments later. Rồi, tới công chuyện rồi. Rồi, sao mấy anh qua đây vậy? Trời. Hai mày bút bài phải không? Có bài có dài đoạn đó không nội? Cái gì nóng? Đúng rồi. Nóng mà đắp mền. Đúng rồi. Có gài nóng lắm. Bút bài. Bút bài. Bả chị đi chợ. Có đâu. Mày nói cái nội. Bỏ cái gì? Bỏ dài thanh giấm cái đề tính. Đi ra. Đi ra. Trung. Làm gì chân? Là trợ. Mày giấu vậy? Có gì đâu. Đúng. Có độ vậy? Là trợ. Cái chó máu luôn. Cái gì nè? Cái gì? Có đâu. Đâu cái gì đưa coi. Có gì đâu. Chó máu luôn. Trời ơi. Cái trái đó là bằng trái cà hả mẹ bay. Rồi bữa nay thánh giống gặp ngay trăng cây thánh trống. Dạ. Phần gì thánh trống hả? Cắt ngửi sát em nói đi, cắt ngửi sát em nói đi. Rồi, dưa nghe kìa. Ủa là chờ ít á. Bự với chờ. Mở cái móp ơi, mở cái móp ơi. Mở cái móp cái gì? Nhất nhậm đấy, mình cầm vô. Có gì đâu mà mở cái dầu ăn nữa đó. Muốn đằng bằng cái đầu gói tao luôn. Đây cái lạ nè. Đợi đi rồi tao mát ba này. Mát cái gì vậy? Cái bà nội này là chuyện không tưởng không gì trời. À đừng để tao thấy. Đây là giữa thanh thiên bạch nhật vô trong phòng làm gì cho mẹ cái bay. Đây chỗ nhà cửa làm cái tình hình gì kì vậy? Ở đây nó mát nè, với lại mát bà nội cha mà chứ mát. Ở đây đâu, chúng họ làm gì vô chúng họ làm. Làm giờ đi. Muốn lộn trong đã giờ nó vô này nữa. Biết cái tuổi này á thì nó nặng là trời. Nó ngứa ngay. Ngứa. Mày ngứa lắm hả? Này. Sao không? Mày có ngứa thiệt không nhỏ kia? Em có ngứa gì đâu trời. Không ngứa mày làm gì chi? Không ngứa mày lấy cái dền. Mày ngồi mày nhắm cái nó vừa mày không biết lộn mà chịu nổi không? Trời ơi. Ngứa không mày? Bất ta. Trong lạnh nhóc chân. Nó ngứa là trời. Sao đàn nó nhỏ quá vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
Thầy rồi hả? Đây nè, nó xài hai cái này rồi, nó giống mất cái béo luôn. Nó xài hai cái nó thấy queo luôn kìa. Hai trái này tuần trước có gì nó mới. Ông lại đó. Thầy, thầy đi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Sao vậy, chẳng mặc đồ vô. Đi vô mặt đi. Nó làm gì trời mà hai phê nó đi trời. Ai cái dấu trai dính dẫn. Mày đừng nói tao mày bú đá bú sáu nha. Gì trời, có làm gì đâu. Ai dính gì đâu. Gầy để chay lạnh lên chay. Tao nghi nhỏ này suối nè, nhỏ này giờ sao đâu. Cái con này đó giờ nó không biết gì đâu, cái con này suối gì nè. Em có làm nhà mà suối. Chỉ là hình thức em quan tâm tôi như người yêu. Trước mắt thế gian đâu ai hay biết một sự thật. Rằng em không yêu tôi, rằng em không thương tôi. Em chỉ xem tôi như một tấm bia chân. Không chỉ mà. Thôi quá, đòi vô. Đòi vô, anh đi giỡn tức được. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chú là em. Tao nói à, tao giờ tao giỡn á, mặc đồ lẹ lát tao mát 8 giờ. Nhưng mà đồ ở trong phòng hết rồi. Hai về đi mặc cái đồ. Đi ra, cho mặc đồ vô. Đi. Đi ra mặc đồ đẹp, con ở đây hoài đi. Mày vậy là cố lại đứng nhìn hoài trời. Đi ra đi giờ luôn đi. Không, tao vô, tao còn đi vô đó. Thằng chó còn đứng nhìn đó. Thằng hố lắm mày vậy. Vô đi. Cho nó ngắn được. Dạ hả? 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 Nó là chợ cố lại cái xe vô lại đi này. Cái xe vô tôi đẹp chở vô nè, lấy người sắt cũng vô đi. Có mấy anh chưa dời nữa, chưa mặc đồ vô mà làm giờ làm gì quậy. Rồi kiếm xe kiếm nói rồi đây rồi đây rồi chồng mặt cơ chuẩn bị thêm cái nữa kìa. Thêm gì mà cố thêm muốn được gãy cổ nhỏ bây giờ. Cái con này mặc đồ vô rồi nè, còn con này chưa nè. Còn mặc vô đây. Vô đây. Mày sao mày không vô chấm đi, mặc đồ vô. Ai dạy mày ăn bận như thế này hả con? Trời ơi, mới có một sáng một chiều mà con dội quăng bỏ cái quần lúa tấm châu biên bông. Rồi thôi. Mẹ, ác đập như trời. Con người gì đâu mà ngộ thì. Nè, cầm vô. Chơi. Cái gì chơi chết nhỏ vậy ông nội. Chết qua cái đời nữa đi. Bây giờ mấy anh biết rồi thì thấy em vậy đó, vậy là vậy đó. Còn thằng chó này nó đây nè, tôi nói mày nghe nè, hai đứa mày làm sao cũng được chứ. Nhưng mà giữa trời thanh thiên bạch nhiệt cái gì nè. Bây giờ ở đây không ai cấm cản hai đứa quen chứ. Rồi không vô phòng, đứng đây làm gì. Ở đây không ai cấm hết, mà làm gì không có được. Muốn vô phòng làm gì làm chuyện hai đứa bay. Tại giờ thời đại 5.0 còn 4.0 nữa đâu, muốn quay tiền cho ba. Thôi gặp đi vô phòng đi nha. Thế nào rồi trời? Đi trời. Tắt cái này ra. Này có bao nhiêu. Mình đặt cái riêng cho má đây. Anh nè. Đây là lần cuối tối vậy nè. Tao đi vô. Lần nữa mà thấy mặc đồ chết mặc rồi liền. Rồi tao vô chị đàng hoàng là đi vô. Đây mặc đồ vô. Chắc xe ra. Chắc xe ra nè. Lấy người xe ra đây. Đưa không nổi. Chứ là trời. Tướng nhạc. Tướng nhạc. Trời ơi nha. Không có đồ. Anh đi về đi. A few moments later. Hahahaha.
ai đó nhẹ nhàng đục qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất loạn nhịp tim mê xa, cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu, nụ cười ngọt ngào cho ta tan giao phút giây miên man quên hết con đường về. Con thằng nó lạ chợ chưa mặc đồ nó chợ. Làm gì đâu mà dài đó bọn quân đội ra đi đây lắc cung phản chống nữa. Cứ mặc đồ xíu giờ làm như vậy. Hai đứa bay chứ làm gì? Có gì đâu. Làm thấy chưa? Cái đi quen cháu quen đi. Nó nói chờ chờ bà nội gì vậy? Dạ. Rồi sao? Chờ bà vậy rồi. Đi ra đi. Mà bây giờ vô đi. Mà đi ra ngoài nhà đâu cấm đâu. Đưa đưa đi luôn đi. Tao hết nói luôn rồi. Nói nè, giờ nói mày ngồi lớn suy nghĩ. Không phải tao cấm hai bàn gì. Nghĩ coi đây là cái đây chỗ 8 tao nuôi gà. Mấy gà mình vô nó đẻ không được còn sao. Có đâu. Là không có tiền nên luôn vậy đó. Có liên quan gì đâu. Gà nó đẻ hả? Gà nó ra đẻ mà mình chơi chập chả sàng. Đúng rồi, tới giờ hoài luôn. Chưa. Sao mà cái lỗ bự gì trời. Chứ ai dễ chứ hả? Mượn coi. Lỗ tai bự gì lì nó nghe lì. Thử là chạy nhắn nhạc cái chợ. Cái gì nhắn nhạc vậy bà nội? Chào nội đi thử đó. Bà hử đó. Công nhận. Bà ngoại này nè, bụng một cha vô hèm. Ôi khỏi không hả? Nó nghĩ dấu rồi. Rồi sao tối làm hả? Trời là trời. Đi làm bài làm bài với bà ngoại. Ôi tối mày xin cha lên giả bộ lên đây ngục nữa đi. Nè nè, hai mày lấy cái cột này luôn đi nè. Chị đủ có dịch nha. Dạ, tao đi mét 18. Đi kiếm 18 à. Thôi, trong tay không có gì này đâu. Thôi, có sao đâu anh. Giờ giả cuộc chơi hôm nay đi. Hết quýnh lộn rồi, tới giờ tới lo làm gì này nữa. Rồi tao cũng bó tay luôn. Tao cũng biết cái tao cũng chơi cái bài gì với mày luôn. Mày chơi cái bài cuối cùng luôn rồi. Tao không còn nói nữa. Thôi. Chị vui với anh. Thôi mà. Cái này mặc đồ rồi, thôi đi về. Để lát tao kêu ông đảnh lên á. Đảnh. Nằm cái bên rồi. Ông đảnh nằm cái bên rồi. Đổ. Ờ, tao kêu thấm viên lên. Đảng điện tao ra kêu ổng dọn dẹp tiếp ở sau. Tao đi ra rồi mà dẹp không thấy ổng ở đây. Là tao biết ổng đi một chuyện, không có nhà mày mới làm gì. Lấy ra mày nghe. Tao sẽ kiếm ổng. Đây. Ôi. Ôi. Đừng. Anh. Đây. Nè. Đầu vô. Mặc đồ vô. Mặc đồ. Thôi. Đừng. Mà đừng cứ nói nàng hai tay xè ga dòm hai mắt như bóng xe nào quen bình thường sao chứ quen muốn quen gì đó quen đây à muốn quen nó quen làm gì đó chụp hợp ở đây tao không chấp nhận là bên này rồi một món lẩu nữa rồi chứ chớ nhà ta đang đẻ đây nè. Rồi cha với mẹ em coi cho con đi ra kìa. Gà ta đang đẻ ngoài này nè. Rồi chơi chập chả xe nha.